sơ hở một chút là ông Thiện ông mang đi off-road liền. Nhưng mà tại Việt Nam mà mang bán tải đi off-road thì tôi thua. Người ta ở Việt Nam ta lấy bán tải đi cà phê hay không? Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Cho nên là trong video này thì chúng ta sẽ không bàn về khóa vi sai, không bàn về gài cầu, không nói gì về off-road, mà chúng ta sẽ tập trung vào những cái công nghệ, những cái trang bị và những cái tính năng tiện dụng mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp và nó tiện dụng đối với mình khi mà di chuyển ở trên đường phố Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại vào đường phố Sài Gòn để xem là những công nghệ này nó hoạt động như thế nào nhé. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại với đường phố Sài Gòn rồi đây. Các bạn có thể thấy không, quay trở về Sài Gòn là mọi thứ nó thay đổi mới từ trên xuống dưới hết. Nhưng mà quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là những cái công nghệ và những cái trang bị tiện dụng ở trên Ford Ranger WildTrak 2022 mà mình cảm thấy rằng khi di chuyển ở trên đường phố thì nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều, theo kiến cá nhân của mình. Đầu tiên cũng phải nói một chút về những cái thiết kế mà Ford mang lại trên WildTrak 2022 ở cái phần nội thất này. Đầu tiên thì có thể nhận định một cách cá nhân rằng đây là một trong những cái khoang nội thất có thiết kế thẩm mỹ đẹp nhất trong phân khúc hiện tại đối với mình. Đầu tiên, cái điểm nhấn của nó, chúng ta sẽ có một cái màn hình đặt dọc cỡ lớn 12 inch giải trí trung tâm, có thể kết nối được Apple CarPlay cũng như là Android Auto, rất là nhiều công nghệ luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những cái tính năng cũng như cái công nghệ mà Ford mang đến trên cái màn hình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể truy cập vào cái hệ thống camera 360 độ bằng cái cách nhấn vào cái biểu tượng chiếc xe nhỏ nhỏ ở góc trái màn hình ở trên đây. Đây, các bạn có thể thấy thì mặc định đầu tiên thì nó sẽ hiển thị cái camera ở phía trước, còn ở bên dưới thì chúng ta sẽ thấy được camera toàn cảnh của chiếc xe. Hơi đáng tiếc một chút là nó vẫn còn những cái viền đen ở xung quanh đây, nhưng mà thôi không sao, vẫn chấp nhận được ha. Chúng ta cũng có thể thay đổi những cái góc nhìn khác, ví dụ như là ở phía trước không nè, rồi phía trước và cả hai bên gương, hoặc là chúng ta có thể xem cả ở phía sau xe, check camera ở phía sau xe. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể phóng to được những cái góc ở bên trái, phải ở bên đây các bạn. Và những cái mũi tên này thì chúng ta sẽ thấy được cái vạch bánh xe đi tới. Và cái camera 360 độ này thì nó chỉ hoạt động ở đâu đó ở cái dải tốc độ các bạn đi chậm tầm dưới 10 km/h, hoặc là dừng xe hẳn thì mới có thể xem được thôi. Chứ còn di chuyển trong đường phố bình thường thì không ai bật camera lên để xem cả, rất là nguy hiểm. Cũng là một cái tính năng hay ở trên đây đúng không ạ? Bên cạnh đó thì khi mà trải nghiệm thực tế thì mình cảm giác đây sẽ là một trong những cái tính năng rất là hữu ích khi mà di chuyển ở trong đường phố. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đi cà phê với bạn bè đi, đi cà phê ở những cái trung tâm thương mại có bãi đổ xe dưới tầng hầm thì không sao, nhưng mà những cái quán cà phê mà chúng ta bắt buộc phải đổ xe ở những cái bãi riêng của nó, hoặc là đổ ở trên đường, thì với một cái chiếc bán tải có một cái kích thước như Ford Ranger WildTrak mà cái thế hệ mới này nó lại còn rộng và dài hơn nữa, thì cái việc mà đổ xe nó cũng sẽ rất là khó khăn, không chỉ đối với những chị phụ nữ mà những anh nào mà mới lái thì cũng rất là lăng tăng trong cái việc đó. Chính vì vậy camera 360 độ này nó hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc đổ xe đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thêm những cái tính năng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cũng như là phanh khẩn cấp tự động. Đối với cái phương tiện cắt ngang phía sau thì tất nhiên rồi, camera 360 độ thì nó đã hỗ trợ rất là nhiều rồi. Tuy nhiên trong một số trường hợp mà chúng ta lơ là một xíu, hoặc là trong những trường hợp mà không mong muốn, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể tránh được những cái tình huống khẩn cấp đó, đúng không ạ? Bán tải mà to mà có thêm cái thùng phía sau nữa thì những cái tình huống đó thì nó cũng rất là dễ xảy ra. Còn nói về cái hệ thống phanh khẩn cấp thì trong những ngày gần đây thì gần như là mình tắt luôn ở trên xe, tại vì đi trong đường phố Sài Gòn thì các bạn sẽ biết là xe máy nó cũng sẽ có nhiều xe nó hay tạt đầu xe mình. Còn nếu mà bật liên tục như vậy thì nó sẽ trong vài trường huống nó sẽ thắng lại, nó không hay, nó sẽ rất là thường xuyên, cho nên mình đã tắt ở đây ở trên màn hình rồi. Và trong video này cũng sẽ không test thử cái tính năng cho các bạn xem đâu, vì chúng tôi không đủ cái điều kiện an toàn để có thể thực hiện những cái bài test an toàn đó. Đây chỉ là chia sẻ lại những cái cảm nhận của mình trong suốt 2-3 ngày qua mình cầm lái chiếc Ford Ranger WildTrak thôi. Bên cạnh đó thì cũng phải nói nhiều hơn về những cái tính năng mà Ford mang lại trên màn hình này. Ngoài camera 360 độ thì ở đây chúng ta có thể truy cập vào những cái cài đặt hỗ trợ người lái nâng cao như thế này. Đây, thì Cruise Control
thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh giữa cruise control bình thường hoặc là adaptive cruise control. Thì cái này mình sẽ nói sâu hơn ở cái phần phía sau khi mà mình test cái tính năng cho các bạn xem. Ở đây thì chúng ta cũng thể kích hoạt hoặc là bất hoạt cái tính năng hỗ trợ giữa làn đường nè, cảnh báo chệch làn đường. Rồi đây, cái này là hỗ trợ phanh khẩn cấp ở phía trước nè các bạn. Cái này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái gọi là cái độ nhạy cảnh báo đó, thì nó có thể độ nhạy cảnh báo thì mình có thể chỉnh vừa high, normal và low nè. Đó, đối với Ford thì những cái công nghệ của Ford mình cũng rất là tin tưởng, cho nên là để normal được rồi, không cần phải high đâu các bạn. Rồi, thì ở cái mục vehicle này thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái tính năng cũng khá là hay ho, ví dụ như là cảnh báo người ngồi hàng ghế sau, hoặc là cũng như là Mikey này thì nó cho phép chúng ta kết nối cái điện thoại để biến cái điện thoại chúng ta trở thành một cái chìa khóa, rồi một cái smart key điều khiển xe chẳng hạn, của chúng ta có thể điều chỉnh những cái thông số cũng như là tắt mở những cái tính năng an toàn, tại vì làm trên màn hình chúng ta có thể làm ở ngay trên cả cái điện thoại của mình luôn đó. Những cái tính năng còn ở dưới này thì nó quá bình thường rồi đúng không các bạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh những cái kết nối nè, rồi đồng hồ cũng như là hiển thị ở trên xe. Và đặc biệt nữa thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái trợ lý ảo của Ford Assistant. Thì chúng ta có thể đánh thức cái trợ lý ảo bằng cách một cái câu lệnh, đó là OK Ford. Thì ở đây thì chúng ta có thể ra lệnh cho Ford cũng như là truy cập vào những cái ứng dụng, hoặc là tắt mở điều chỉnh độ sáng cũng như là tăng giảm âm lượng cũng như là điều hòa các kiểu. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta chỉ có bản tiếng Anh thôi chứ không có tiếng Việt, cho nên là đối với những bác nào mà chúng ta không quá rành về ngoại ngữ thì cũng sẽ hơi khó khăn một xíu. Nhưng mà đối với những ai mà chúng ta biết một chút tiếng Anh thì chúng ta sẽ thấy cái tính năng này nó rất là hữu ích, giống như mình. Rồi, thì đó là sơ sơ những cái tính năng về hỗ trợ lái nha. Còn bây giờ tiếp tục ở chúng ta sẽ có phần off-road ở đây. Thì off-road các bạn muốn coi kỹ hơn thì các bạn có thể xem video của anh Thiện đã làm về cái khả năng vận hành off-road của chiếc Ranger Wildtrak rồi. Cuối cùng là Valet Mode thì chúng này cũng sẽ nói nhanh hơn. Thì cái này cũng là khá hay nếu mà bác nào chúng ta có thể tận dụng được cái tính năng này. Cái này thì nó sẽ cho phép chúng ta khóa lại những, nghĩa là khi mà chúng ta cho mượn xe cho ai đó, cho khách hay là cho người nhà đó mượn xe, thì chúng ta có thể sử dụng cái Valet Mode này để chúng ta khóa lại những cái thông số, những cái thông tin cá nhân mà chúng ta đã cài đặt sẵn ở trên màn hình. Và ở một số những dòng xe mà cái tính năng Valet Mode này được nâng cấp thì chúng ta có thể giới hạn cả cái tốc độ mà cái người lái có thể sử dụng ở trên xe này. Cái điều này nó sẽ rất là hữu ích khi mà chúng ta gửi xe cho bảo vệ, hoặc là đưa xe cho nhân viên rửa xe di chuyển, hoặc là đưa cho bảo vệ gửi xe giùm đó các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi đúng không, rất nhiều tình huống xảy ra là đưa cho bảo vệ hay là đưa cho nhân viên đi, rồi sau đó là gặp những tình huống không may mắn. Thì nếu mà chúng ta tận dụng được cái tính năng này, giới hạn lại tốc độ cho xe, giới hạn lại những cái tính năng, những cái thông tin cá nhân ở trên đây, thì nó sẽ rất hữu ích khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường, đúng không ạ? Và một cái đặc biệt nữa của trên Ranger Wildtrak 2022 đó là Ford mặc dù họ đã tập hợp tất cả những cái công nghệ, những cái trang bị của mình vào một cái màn hình trung tâm 12 inch như thế này, tuy nhiên thì họ vẫn giữ lại được những cái nút bấm vật lý, những cái nút xoay vật lý như thế này để chúng ta có thể dễ dàng truy cập vào nó một cách dễ dàng và nó an toàn hơn, đỡ mất tập trung phải di chuyển ở trên cái màn hình hơn, đúng không ạ? Rất là hay. Và những cái trang bị tính năng tiện dụng khác mình cũng phải nhắc đến, đó chính là cổng sạc. Mình nói thôi rồi, ở trên cái xe này cổng sạc rất là nhiều đó các bạn. Ngoài cái sạc không dây được nằm ở đây thì chúng ta có thêm những cái cổng sạc USB Type-A và Type-C ở đây, ở bên dưới, rồi hàng ghế sau, rất cần tật rất là nhiều. Rồi bây giờ thì đó là những cái tính năng mà mình có thể giới thiệu cho các bạn về những cái công nghệ có mặt ở trên cái màn hình rất là đẹp ở trên Ranger Wildtrak 2022. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem rằng những cái tính năng như là Cruise Control cũng như là hỗ trợ giữa làn đường nó sẽ hoạt động như thế nào và có tốt hay không ở trên đường phố Việt Nam nha. Ok, di chuyển thôi. Ở trên phiên bản Ford Ranger Wildtrak 2022 thì chúng ta sẽ có những rất nhiều những cái tính năng an toàn và hỗ trợ lái. Tuy nhiên thì hai trong số những cái mà mình những tính năng an toàn đó mà mình cảm thấy sẽ rất hữu dụng khi di chuyển ở đường phố Việt Nam, đó chính là cái Adaptive Cruise Control cũng như là cái hỗ trợ giữa làn đường và cảnh báo chệch làn đường. Thì khi mà chúng ta mình đang di chuyển ở đường Mai Chí Thọ như thế này thì cái điều kiện vạch kẻ nó cũng tương đối là rõ nét. Thì khi mà chúng ta kích hoạt thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút ở trên đây, nút biểu tượng ở trên đây trên vô lăng, thì nó sẽ bắt đầu áp dụng cái tính năng này trên xe chúng ta và nó sẽ hỗ trợ giữ cái xe chúng ta nằm ngay ở trong làn đường. Và theo cái đánh giá của mình qua những trải nghiệm ngày hôm nay cũng như là những ngày trước đó thì cái nó giữ làn đường khá là tốt đó các bạn. Và khi mà
chệt làn đường thì nó rung vô lăng, nhưng mà cái mức rung vô lăng nó cũng không làm cho mình gọi là quá bất ngờ, cũng không là quá choáng váng mà mình có thể kịp thời xử lý được. Và chúng ta đồng thời cũng có thể điều chỉnh cái mức nhạy cũng như là cái cường độ rung vô lăng cảnh báo đó ở ngay trên cái màn hình này luôn. Và cũng phải gửi một lời cảm ơn chân thành đến Suối Tiên Phong đã hỗ trợ cho ô tô Sài Gòn có được chiếc Ranger Wayback 2022 để có thể giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay, không những là về những tính năng off-road mà còn về những tính năng on-road khi mà chúng ta di chuyển trong đô thị nữa. Và các bạn, nếu mà chúng ta đang có nhu cầu muốn xem tận mắt, muốn sờ tận tay chiếc Ranger Wayback này thì chúng ta có thể đến Suối Tiên Phong, thì chỉ đang hiển thị ở trên màn hình đó các bạn. Chúng ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm tận tay chiếc bán tải không chỉ đẹp mà còn có những tính năng rất hữu ích khi mà chúng ta di chuyển ở trong đường phố như thế này nữa. Và tổng kết lại thì Ford Ranger Wayback nó sở hữu rất nhiều ưu điểm mà mình phải gọi là nhất phân khúc hiện tại tại thị trường Việt Nam. Không chỉ là chúng ta sẽ sở hữu một chiếc xe đẹp về ngoại hình nè, và nó còn thực dụng không chỉ khi mà chúng ta phải di chuyển qua trong những cung đường khó khăn, mà khi cả chúng ta di chuyển ở trong cái điều kiện đô thị như thế này thì nó cũng hỗ trợ rất là nhiều luôn, nhất là đối với những chiếc bán tải mà nó có một cái kích thước như thế này. Và thường thì người ta nói là bán tải thì sẽ là nửa xe tải và nửa xe con. Tuy nhiên thì Ford Ranger Wayback nó đã chứng minh rằng chiếc xe này nó nghiêng về phần xe con rất là nhiều, như một chiếc SUV thực thụ luôn các bạn. Những tính năng, những công nghệ hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta khi mà chúng ta di chuyển ở trong đường phố. Và các bạn nghĩ sao về những tính năng và những công nghệ, cũng như các bạn còn những thắc mắc nào liên quan với những cái tính năng ở trên Ford Ranger Wayback thế hệ mới, hay để lại ý kiến của mình ở phần bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh ô tô Sài Gòn, và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.